La 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 la. Mọi người ơi, mọi người. Bạn ơi, mọi người ơi, mọi người. Ủa gì vậy? Hello mọi người, em có quà tặng cho mọi người nè. Ôi, trời ơi, hôm nay Sammy lại tặng quà nên mình đang nghe là lạ ba. Trời ơi. Xin giới thiệu người cho Lan Tràn, váy người hầu siêu cute. Ta da. Chạy. À, có gì sai sai ba? Ừ, sai sai thôi mà. Ủa gì hả? Tôi đang nhìn em đang nhìn lại là nhìn lại ba anh em hội đội hình đội đẹp trai nè. Nói chung là gì ta, hôm bữa em lên trên mạng em thấy ba cái bộ người hầu siêu cute siêu đà yêu luôn, với lại là em cũng đang gọi là muốn gọi là có nhân viên mặc áo người hầu nhưng mà không có ai hết trơn á, với lại em thấy gọi là ba người rất là đẹp trai không được, ba người có thể mặc cái bộ đồ này giúp em được không? Đi. Thôi, tôi xấu trai rồi, không mặc. Mọi người đừng bỏ em mà. Sao mà bọn tôi là con trai đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world, nghĩ sao bọn tôi mặc váy được, trời ơi, không được. Ai à, tôi lỡ mua rồi, với là mọi không biết đâu, em phải bỏ gần cả một tháng trời để mua cái bộ đồ này mà không thể không mặc. Ủa vậy hả? Vậy thôi đem về cho cai mặc đi, đưa tôi chi. Ai vậy, em hỏi lần cuối là mọi người có mặc không? Trời đất ơi, mọi người mặc thật rồi nè. Wow, mọi người dễ thương quá. Anh Râu làm gì cúi mặt rồi, dạ bộ đồ em đẹp mà. Gì vậy anh Râu? Không ngờ có một ngày sao anh chịu nổi nhục nhã này. Không ngồi nha. Trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Nó nói không mặc mà nó cũng đè ra, nó bắt mặt cái bằng được. Thôi mọi người đứng xếp hàng để em quay cho các bạn coi này, đứng xếp hàng coi. Ủa sao nhìn sang chấn vậy? Ta muốn đợi chưa, ta phải làm bây giờ muốn gì? Ủa xếp hàng coi, xếp hàng một hàng ngang 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 coi, hàng ngang coi. Trời ơi nó đẹp gì đâu mọi người nhìn nè. Ôi. Dễ thương mà. Thôi ok, nếu mà mọi người đã mặc rồi thì em sẽ phỏng vấn luôn. Ok, ví dụ mọi người gọi là như ta, một nhân viên trong quán cà phê ngò mèo thì mọi người sẽ gọi là chào quý khách như nào? Râu chào quý khách như nào nè? Đối với cái style cu tè như xin thì anh chỉ có một câu chào vậy mời. Mèo 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 mèo, xin chào quý khách đã đến với quán cà phê hầu mèo của chị Ma. Dễ thương à. Còn anh Nhật chào sao? Anh Nhật chào coi. Anh sẽ chào theo kiểu chuyên nghiệp lịch sự hơn. Nó đang làm việc dịch vụ để khách của em. Anh sẽ chào khách là chào mày. Ôi ôi cục. Ok, đó là style của anh Nhật nha. Còn Phong sao? Style của Phong là như thế nào? Trời ơi, hai người này, một người thì mời gì đâu mà yếu đuối, một người thì hung dữ quá, ai thèm uống. Bọn mình phải thật là nhẹ nhàng thôi, hiểu không? Sau bọn mình phải gọi là nói tất cả những món ở trong menu cho người ta, hiểu không? Chẳng hạn như khách vừa vô vậy. Dạ chào quý khách, ở chỗ em có bán trà sữa, sinh tố, hủ tiếu, cái bánh canh rồi, có bán thêm cả coca rồi, thêm cả hơi trứng hột gà, cái kiểu quý khách muốn ăn gì muốn ăn nha. Ăn nha, không ăn rồi, không ăn, về, về, không ăn, vô, vô, ăn, không ăn, ăn. Trời ơi. Ok các bạn ơi, thì đây chính là ba lựa chọn của bạn. Các bạn thích trong gọi là người hầu siro hay người hầu mất tầm mặt hay người hầu phong cận thì các bạn cũng nên vote cho mình chơi mà thứ ba người hầu rất là duyên dáng luôn. Ok được rồi, thì hôm nay sẽ là gì ta? Hôm nay ba người sẽ trở thành người hầu của em. Yes. hợp lý không? Tự nhiên không làm người hầu không công, có tiền không? Tiền có tiền thì làm, không có tiền thì không chịu hết. Trời đó, cái này là thử thách mà anh Dịch. Anh Rô làm gì mà ủ rũ vậy? Trời, đây là một vinh dự của mọi người luôn á. Rồi 26 năm trên cuộc đời, 12 năm ba bảo cho anh học, 4 năm lê đích trên giảng đường đại học để bây giờ đi làm hầu gái. Rồi em nói Dịch nghe, hồi nãy Dịch nằm xuống á, nó lộ hết rồi, em thấy màu trắng nha. Trời. Rồi ok, thì bây giờ em đang rất là chán, không biết gọi là ai có cái con gì đó cho em gọi là gì đó vui vui đó mọi người. Ôi chị à, vui vui lên, giới thiệu Sammy đây cho chị... con vui vẻ. Trời dở quá. Ok ơi, người ta phải làm racing boy chứ ai mà làm gọi là trời đất ơi, người thì lấy voi. Hai ông im hết đi để tôi à. Hôm nay là một ngày làm người hầu cho Sim, là anh gọi là em may mắn lắm anh mới cho coi nha, chứ mọi người thường anh không cho coi đâu. À, ủa nên là trên cái cầm một cái gì hình như em nghe là đây chính là con thần thú mới nhất trong mini world đúng không? Ủa cái lưỡi này, ủa cái gì vậy, ủa em thấy mới gì vậy? Wow các bạn ơi,
ra đây chính là con thần thú mới trong mini home anh chị rồi. Ok, để em lên. Ha. À, đây. Ôi. Lên. Ta-da. Nhưng mà khoan nha, tự nhiên không gọi có con cá voi, đáng lẽ là em là cá heo và em phải có con này mới đúng. Tối đâu cần con này chi. Wow. Em cũng chỉ là mét quanh thôi. Ok các bạn ơi, thì đây hiện tại là Rô đang gọi là cơ trưởng trong gọi là cái gì ta, cái gọi là con cá voi này các bạn ơi. Oh, trời ơi, con cá voi này xinh quá. Mà Rô ơi, con cá voi Rô mua hết nhiêu tiền vậy? Đẹp quá vậy. Cá voi mua ở Shopee 50.000. Cá voi hả? Mua có 9.000 xu à? 9.000 xu à nhiêu? 9.000 xu là nhiêu? 9.000 xu là 4 triệu. Trời ơi, 4 triệu. Trời ơi các bạn ơi, thấy Siro gọi là chi cả 4 triệu để mua con cá voi luôn các bạn ơi. Ok, được rồi, bây giờ anh Siro, bây giờ anh hãy gọi là bay ra khỏi Lào đi, bởi vì em có một địa điểm rất là thú vị anh cho tụi mình luôn á. Ở đâu vậy? Ở nơi bến cảng ạ. Ok, được rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bay ra bến cảng, chúng ta sẽ tới một nơi thật thú vị nha mọi người. Let's go, việc đội người hầu. Ta-da. Ê, xem ơi. Ơi. Xem bà coi, tôi cảm giác hình như con cá voi này nó bị cái cánh của nó bị lủng hay sao, nó bay xíu rồi rơi xuống, nó không bây được hoài ta. Nó phải nghĩ. Con cá voi này nó bay được rồi, bây giờ mình thử test cái độ bơi của nó mà em. Độ bơi, ha, để thử coi. Ok. Cá mà chỉ có tay mà không biết bơi nghe kỳ. Để coi con cá. Để em chia sẻ cho mọi người biết, con cá voi của em là con cá voi đa năng, bay được, đi trên nước được, nhưng mà bơi rồi xuống nước là cái đuối. Tào lao, cá voi làm sao mà bơi được? Đuối, con đuối, mọi người đuối. Em bị té rồi, đuối em vậy. Trời ơi. Cứu nó coi hả, sao bóng lên con. Rồi xong, chết rồi. Rồi xong luôn. Rồi cứu Phong. Rồi xong luôn, Phong cận luôn. Trời đất ơi. Làm một đống luôn, cô mày quá. Con này nó bơi được, nhưng mà nó bơi theo kiểu là mặc kệ mày á, thằng nào chết chết. Rồi, ok, mình sẽ đi thôi, let's go. Cái gì vậy? Rồi, tao quay, rồi, tôi đi, tao bắp. Con cá voi này đi, nó lắc dữ quá, trời ơi, say cá voi là cái mặt. Ủa, khoan, sao mọi người có thể. Ủa, Phong đâu? Ủa, sao hai người hầu của tôi, sao còn một. Nè. Phong kia rồi, Trời, mấy ông nghĩ sao mấy ông chạy, mấy ông bỏ tôi ở lại, tôi bị té xuống, mấy ông không cứu tôi. Chạy xe muốn chết luôn. Rồi, ok, em xin giới thiệu với tất cả người hầu của tôi. Đây chính là một nhà hàng siêu màu hồng và siêu cute dành cho những người hầu đích thực. Vô đây, vô ngồi ăn anh, bánh kem ngon, bánh kem ngon. Vô, ăn đây. Dành cho người hầu thích. Trời đất ơi, tôi chưa giới thiệu với mà ăn hết đồ ăn vậy. Ra đây. Ăn còn cái bên luôn. Trời đâu xuống, đi thêm nè mọi người. Đây, giới thiệu mọi người, đây chính là nhà hàng màu hồng siêu cute vào đây. Phong ơi, đi nè Phong ơi. Ok. Và đây là gì ta? Không khí ở bên trong. Đấy mọi người thấy không? Toàn là những cái bánh siêu cute luôn. Đó, thấy chưa? Ăn tội ngon quá. Mới khi ở nhà hàng mới phi ăn đi em. Nhà hàng của mình thôi, mình ăn thôi. Nên mình tội mình nói sáng rồi chưa đi ăn à? Tôi thề luôn là đây là những người hầu siêu cao ăn của nhà trong cửa hàng cà phê tôi. Ồ, đây là những bé cá con nè. Trời ơi. Simi ác quá, Simi nhốt mấy bạn cá con trong bể nhỏ xíu à, sao bơi đủ. Trời ơi, mình không thích người ta nhốt cá vô bể cá rồi. Bây giờ mày lấy mấy con cá ra xong buộc dây vô dắt dạo ngoài đường chơi, mày chơi không? Thôi, như nó thành cá khô mất, không được. Oh my god. Em cũng không lắm ý kiến đi. Còn đây là chiếc chỗ mà quầy tính tiền nè, đó toàn tiếng Thái không, nhưng mà không sao, em vẫn hiểu được tiếng Thái. Vậy đây, Simi nuôi. Simi nuôi sư tử ở trong quán. Hello. Đây là con sư tử nhà em này mọi người, dễ thương không? Con sư tử. Đúng rồi. Là con sư tử. Đúng rồi. Trời ơi, sư tử hơi bị vip luôn anh. Bắt sao con sư tử nào mà mình nhìn trông giống như con mèo vậy? Trời, nó tên là sư tử nhưng nó là mèo. Ok. Anh tìm một cái. Mọi người tới đây. Anh Rô nè. Thôi nhìn mặt xấu quá đi chú Căng. Hello, quý khách. Ok. Cao 5.000, bị đánh 30.000. Thôi. Có gì anh? Ủa? Bên này có gì anh? Vô. Có gì vậy? Ở chung vô toilet. Anh em đóng phòng lại. Ok. À, thúi lắm anh ơi, không được, bỏ đi. À, mọi người đây, mọi người nếu mọi người muốn lãng mạn hơn, đây em sẽ dẫn mọi người lên tầng 2. Đây, tầng 2 siêu lãng mạn luôn. Đây, mọi người lên đây. Đó. Nhà có cả vụ siêu lãng mạn ở đây. Đây, tầng 2, xin nhớ mọi người, tầng 2 là nơi mà các bạn có thể gọi là hẹn hò trên này, và các bạn có thể gọi là nói chuyện với nhau. Đó, rất là hay luôn. Gọi góc này người ta gọi là gì ta? Người ta gọi là góc để chill. Đúng rồi. Và ngoài ra, cái cà phê này lại có cả khách sạn nữa. Đó, có phòng ngủ nữa. Đủ tiện nghi vậy. Đó. Trời.
quán cà phê dành để hẹn hò mà còn có thêm cả khách sạn nữa. Đúng rồi, kiểu như ví dụ mà gì ta gọi là ví dụ bạn gọi là quá gọi là cô đơn của mình gọi là gì ta, bạn có thể thuê khách sạn ngủ ở đó cũng được. Ai ta ngủ ví dụ lên hẹn lên phòng này vào quán cà phê xong rồi có nhu cầu thì lên trước phòng hai thằng ngồi học bài. Hợp lý. Ủa trời ơi, tại sao con bị giết hết rồi mọi người ơi, không còn con nào hết. Ôi, ok các bạn ơi, thì hôm nay gọi là một ngày rất là hay luôn các bạn ơi. Đó, nói chung là mấy bạn gọi là tứ chủ cảm giác như nào khi mặc những bộ váy người hầu siêu cô te này? Mình cảm giác gì đi? Tôi cảm giác tôi thấy nó trống trống hơi nào, tôi thấy cái chân tôi nó hơi mát mát. Ok các bạn ơi, thì dịch vụ gọi là người hầu gọi là một ngày của CV như thế này thôi. Các bạn thấy như thế nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Và các bạn thấy một trong ba người hầu này, người hầu mất thực vật, người hầu siro và người hầu phong cận, trong ba người hầu này các bạn vote ăn nào thì các bạn cũng đừng quên vote cho mình nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye, à nhá. Hey, yêu đẹp phải rồi. Bye. Thank you.